Mến chào quý vị và các bạn đang xem kênh cô Hai Dĩ An. Hôm nay mình sẽ làm bún thịt nướng. Và cái món này thì mình để ăn sáng nha. Bữa sáng của mình thì mình sẽ làm trước nè. Mình mua cốc lết và về thì mình sẽ dầm ra cho nó mềm để mình ướp nó thấm gia vị ha. Các bạn dần bằng cái đầu lưỡi dao rồi nè. Đó, cái lưng sống của cái dao mình bằng như vậy nó cũng mềm nè. Đó, các bạn không có cái đầu dầm như mình. Đó, mình làm cho nó mềm như vậy mà nó không có đứt lìa ra đâu nha. Rồi bây giờ mình đi ướp cho nó dễ. Rồi mình sẽ cho gia vị vô mình ướp. Thì trong cái này thì gia vị là mình có làm nước ướp thịt nướng và mình sẽ cho 1 muỗng canh tương ớt với là hạt nêm. Mình nướng thì mình cũng không có cho tỏi hành rồi vô nha các bạn, tại cái đó nó mau khét lắm. Thịt mình chưa chín thì nó đã khét rồi á. À, mình sẽ cho hạt nêm vô thì tùy theo khẩu vị của gia đình nha các bạn. Ở nhà mình ăn mặn hay ăn lạt á thì mình sẽ làm theo cái gia đình của nhà mình. Thì mình sẽ cho thêm một tí tiêu, mình cho nó thơm lên á mà. Rồi gói ớt thịt nướng nè, mình sẽ cho hết viên gói này. Tại cốc lết của mình là 600g lận á, thấy vậy nó cũng nhiều lắm á. Cho nên mình ớt qua đêm để sáng mai mình nướng cho nó thấm nó ngon á. Chứ mà bây giờ mà mình đợi tới buổi sáng thì mình ớt mình nướng liền á thì nó không có thấm vô thịt, nó không ngon. Và các bạn ớt xong các bạn nhớ để vô ngăn mát tủ lạnh nha, mình đừng có để ở ngoài thì thịt mình nó bị hôi á, nó không có ngon đâu. Các bạn sẽ dùng tay á mình bóp á cho cái thịt nó thấm lại ha. Nhìn thấy nó bắt mắt chưa, rất là đẹp luôn á. Các bạn cứ bóp khi nào mà cái thịt mình nó thấm đều lại là được. Và nó thêm có cái mùi gia vị. Nếu mà các bạn muốn ăn thêm thì các bạn cho một xíu ngũ vị hương. Và thêm một tí xíu nữa là cái bột mà bột tỏi á các bạn. Hoặc là bột hành. Bây giờ nó ra nè, bột tỏi, bột gừng, bột hành, rồi bột sả. Rất là nhiều, mấy cái đó thì mình bỏ vô thì nó có cái mùi thơm. Chứ các bạn mà bỏ tỏi băm vô là lúc mình nướng nó bị khét nha. Rồi bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng mình dậy mình nướng cái thịt nè. Mình bỏ vô cái nồi chiên không dầu á, mình chiên cho nó nhanh. Và sau đây mình sẽ bào một tí xíu củ cà gót để mình cuốn chả. Chả thì mình làm nó cũng nhanh lắm. Cái chả này thì mình cuốn như chả giò thôi, mình cứ làm cho một gói thì có mấy cuốn á. Đây, cho nên mình sẽ bào mà trộn cái phần thịt này cho nó hết luôn. Cà gót các bạn thích ăn nhiều ít thì tùy theo gia đình ha. Rồi mình sẽ cho thêm một tí xíu bắp vô. Bắp này do mình nấu cái sữa bắp á, nó còn cái xác lại á, mình bỏ mình thấy uổng quá. Đó là mình đem vô mình trộn chung với thịt luôn nè. Chứ mình vắt nó đâu có hết nước đâu. Vẫn còn cái chất của bắp rất là ngon luôn á. Rồi sau đây mình sẽ cho xíu cái bông cải vô. Thầy con mình nó lại thích cái ăn bông cải xanh này nè. Dạ lại buổi sáng á, mình cũng muốn cho nó có cái đầy đủ cái chất rau ở trong cái thức ăn buổi sáng. Nên mình trộn chung gì mình gói luôn. Rồi mình sẽ cho xíu hành vô luôn để cho nó thơm á. Các bạn nào không ăn hành thì hãy bỏ qua bước này nha. Rồi nêm xíu bột ngọt hạt nêm vô. Đó, các bạn trộn đều nó lên. Đó, tới khi nào mà cái gia vị của mình á, nó thấm đều lại với nhau thì mình sẽ đem đi cuốn ha. Cái này thì cũng rất là dễ làm luôn. Tùy theo gia đình muốn bỏ cái gì vô cũng được hết á. Rồi bây giờ mình đã trộn xong thì mình để khoảng chừng 15 phút rồi mình đem đi gói nè. Thì mình mua cái bịch này thì cũng có mấy cuốn à. Thì bây giờ mình tập mình gói cho nó hết cái phần thịt này luôn. Nhưng mà mình nghi là cái thịt này nó hơi bị dư rồi đó. Và mình cuốn cho được một bữa ăn sáng thôi. Do bây giờ mình cũng thức dậy sớm á, sẵn dịp mình làm luôn lần. Bữa nào mà mình nấu cơm bữa sáng sớm thì mình phải dậy sớm nấu. Còn hôm nào chuẩn bị trước buổi chiều á, thì sáng là mình chỉ hâm thôi. Các bạn túm hai đầu lại và mình cuốn nhấn cái tay cho nó chặt chặt lại một tí xíu ha.
cho cái thịt của mình nó không có bị chảy và xì ra ngoài, lúc mình chiên nó không có bị dăng lên ha, mà nó sẽ ngon nữa. Nó các bạn nhớ nhét hai đầu lại, không thôi nó lòi ra đó. Có nhiều người cuốn thì rất là dài luôn, còn mình cuốn gọn gọn như vậy thôi à. Và sau đây một cái dĩa cuốn của mình đã xong rồi nè. Bữa sáng bao nhiêu đi ăn chung với bún thịt nướng là đủ rồi. Và bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vô ha. Cho vô trong một cái nồi nhỏ như vậy thì mình chiên á, cho nó mau chín và nó ngập dầu, nó ít ít hao dầu hơn nữa. Còn nếu mà các bạn để bằng cái chảo thì mình chiên nó hao dầu dữ lắm luôn á. Mình có cái ca nhỏ nữa, mình mới mua nhưng mà cái ca đó mình thấy nó nhỏ quá thì mình bỏ vô nó không có vừa. Nếu mà ca nó bằng cái nồi này thì mình sẽ bỏ cái ca đó vô mình chiên luôn rồi. Cái ca lọc dầu á các bạn. Rồi mình bỏ từng cuốn vô ha. Mình chịu khó mình trở nha, chứ không thôi nó bị khét đó. Bây giờ nó thơm quá chừng thơm luôn rồi nè các bạn. Đó các bạn chịu khó trở qua. Đó bạn nhìn thấy cái hình cái bông cải ở trong không? Mình sẽ trở qua sơ sơ như vậy nè. Là một lát nữa nó sẽ chín thì mình sẽ gấp ra ha. Cái món này thì rất là dễ làm, mà ăn chung với bún thì ngon lắm. Đó, bây giờ mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy cái phần dầu á, của mình chiên cái chả này nè, mình sẽ đổ vô trong cái hành nha. Mình sẽ lấy cái hành này, hành phi á các bạn. Nếu mà các bạn có thêm một ít tép mỡ nữa bỏ vô nữa nó sẽ ngon lắm luôn á. Rồi trộn lên, các bạn lúc bỏ vô nó cho thêm tí muối vô ha, cho cái hành của mình nó màu xanh, nó giữ được cái đẹp á. Và sau đây mình đã làm xong rồi, mình sẽ bắt ra một cái tô bún này nè. Tô bún á, thì các bạn tùy theo người ăn gì ăn ít nha, thì mình bắt theo khẩu vị của gia đình mình. Và sau đó các bạn sẽ cho dưa leo nè, rau thơm nè, chả đồ các bạn cho lên, thịt nướng lên. Thôi bây giờ mình edit lại mà muốn ăn nữa rồi nè, thèm quá đi. Đây thịt của mình thì mình cắt nó mềm chưa, bạn nhìn thấy không, mình mới nướng xong luôn á, vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nè. Bún á, thì mình cũng trụng qua rồi, do cái bún mà mình để qua đêm á mình cũng sợ. Có nhiều người nói để hôm sau, rồi mình biết rằng trong bún nó có chất bảo quản, nhưng mà mình mua cái máy làm bún rồi mình nhưng không có thời gian làm á. Rồi kệ, mua đại đi, mua nửa ký 7.000 rồi ăn sáng cho nó đỡ, chứ bữa sáng làm lâu lắm. Đó, một tô của mình cho chả vô nè, rồi các bạn cho đậu phộng lên nè, hành phi lên nè. Rồi, bây giờ mình cắt nó ra, ủa nó giòn rụm luôn á các bạn. Rồi, nhìn ngon chưa, đầy đủ dinh dưỡng cho bữa sáng cả gia đình nhà mình đây. Không biết làm sao bữa nay mình nêm nước mắm á nó chìm ớt hết trơn à, hay là do lúc nó còn nóng quá. Nước á, mình nước nóng thì mình có bỏ xíu nước nóng vô trong cái nước mắm á, nó nóng quá sao không biết nó chìm hết trơn, chứ bình thường mình làm nước mắm nó nổi lên hết à. Rồi mình cho hành phi vô nha. Sau đó các bạn sẽ cho một tí xíu đậu phộng lên trên nữa. Một một tô bún buổi sáng này là ở ngoài chợ bán chắc 50.000 quá. Ở đây mình bán miễn phí nè, phải thức dậy sớm nữa chứ, mà làm rồi không có được trả công nữa chứ, gọi là đây là trách nhiệm phải làm, khổ lắm. Có ai giống mình không? Giờ này là 5:30, gần 6 giờ rồi đó, là chuẩn bị cha con nó dậy ăn cơm, ăn sáng để đi làm. Rồi cái chén nước mắm của mình đây, giờ mình chan lên miếng nè, nhìn hấp dẫn chưa. Và sau đây mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn yêu thích kênh cô Hà Dĩ An, nhớ cho cô Hà Dĩ An một like, một đăng ký. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem hết video của mình. Bye bye!